Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ solo squad server Tina nha. Bay hơi fail một tí rồi và mình đã rơi vào tầng 1. Không sao, tầng 1 cũng có súng anh em ạ. Wow, hai khẩu shotgun ở đây. Súng ngon đấy, nhưng cơ bản thì mình không biết bắn shotgun. À đây, có SKL. Chúng ta sẽ lên gạt giò các bạn ấy cái nhẹ nào. Ủa ôi, đồng thế. Ôi, đen cho bạn rồi. Gạt giò luôn. Ok, chuồn thôi. Đi kiếm thêm súng đạn nào. Ủa, đau nha. Bình tĩnh bạn ơi. Làm gì mà căng. Ok, mình sẽ cố gắng chạy vào căn nhà đỏ này. Đừng bắn mình bạn ơi. Ui dồi ôi, còn cố sấy thêm nữa. May quá, bạn ấy sấy trượt hết rồi. Chỉ trúng mỗi một viên thôi. Nhưng mà với việc đi kiếm đồ trong này hơi khó này. Nó có thể sấy qua mấy cửa sổ. Chắc mình sẽ cắn thuốc luôn. Lỡ mà bị giết thì nó sẽ không nhặt được đồ gì ngon. Vâng, toàn đạn shotgun với lại một ít đạn nam rồi. Vâng, các bạn ấy cây cú đã bắt đầu để lên nhà mình rồi này. Úi dồi ôi, thấy rồi nha. Này thì chạy sọc lên như trốn không người này. Vâng, gặp giò luôn. Tính trường hợp bạn ấy sẽ được cứu. Vâng, đồng đội của bạn ấy vẫn đang còn ở dưới tầng. Chắc mình sẽ đổi vị trí đi. Đấy. Như này nó mới điếm anh em ạ. Nó đang xác định là mình đang ở cái căn phòng trước mặt. Và mình chỉ đợi bạn ấy đẩy lên thôi. Bây giờ bọn này máu lắm. Kiểu Zolo ấy, đồng đội chết hết cả rồi. Ơ, vãi trưởng như thế không nốc ạ. Mình cứ thưởng nốc rồi cơ. Thế mà mình lại rút vào. Mà bạn này nghe tiếng chân cũng hay đấy. Xác định được mình đứng bên này luôn. Ghê bờ lờ. Wow. Bắn cover cho đồng đội lên luôn. Hay nha. Nhưng đồng đội vẫn bị knock. Ok, vậy là hai bạn đã tiến vào được căn phòng đối diện rồi. Thiệt là khốn nạn nữa mà. Bây giờ hai thằng chui rút vào đây. Chúng mày lại hi hu với nhau cái gì vậy? Chắc lại nghĩ kê bắt mình rồi. Cái định mệnh. Này thì nhấp nhô này. Ngứa mắt rồi đấy nhá. Vãi cả trưởng ạ. Thanh niên trôn mình. Úi ôi, bỏ sang này. Hình như mình nghe có tiếng chân ở dưới tầng. À, cái đậu xanh. Sao lại có thằng lút đồ ở đây nhở. Thật là vô lý. Nhưng mà nó cấu nửa cây máu rồi. Ôi, biết ngay mà. Không bỏ xuống đây thì nó lại phí quá đấy. Trời đậu. Tận 2 cây M4. Ok. Vâng, các bạn ấy vẫn chưa biết mình nhảy xuống và vẫn đang công đạn công bom vào cái phòng của mình lúc nãy. Ơ, vậy sao lại có thằng chạy ra thế này nhỉ? Ơ, có một con boss này. Ok. Vâng, thanh niên này hình như lúc nãy chạy qua casino. Và bây giờ vòng lại đây. Nhưng lại vòng lúc nào không hay luôn. Vâng, còn các bạn ở phòng trên thì vẫn đang công gắt gao ở cái phòng lúc nãy của mình. Thì là khốn khổ lắm mà.
Vâng, có mấy bạn ở trên nhà cao tầng đứng khều này. Một bé này. Úi dồi ôi, hai viên rồi. Vâng, các bạn ấy khều rất là gắt luôn. Nãy giờ cứ bắn ầm ầm vào dưới này. Úi dồi ôi, lại nhoi lên này. Không an phận trên đấy đi. Cứ nhoi nhoi thôi. Ơ, team này tận 3 thằng luôn anh em ạ. Quái trưởng. Điếu hiểu sao. Tự dưng đang bắn thằng bên này, thằng khác lại nhổm lên. Khiếp thật. Ơ, có con boss ở dưới này. Boss hai người vậy. Ơ, nán ý. Chúng mày dàn cảnh bắn nhau à? Vâng, và bạn bot kia đã giết chết bạn bot còn lại rồi. Vâng, đang chạy ra lút đồ. Ui dồi ôi. Sao lại bot lại có những hành vi như này chứ? Giết đồng đội của mình rồi chạy lại lút đồ. Thật là vô lý. Vâng, đã bot thì phải yêu thương nhau chứ. Bluehole làm việc không có tâm gì cả. Úi dồi, bạn ấy nhoi lên kìa. Không ăn thì lại phí quá đấy. Có nên công qua không ta? Đã mở cửa sang cứu rồi. Quẩy luôn. Không qua thì lại phí anh em ạ. Vâng, các bạn ấy đã nhận biết ra được là mình đã không ở trong căn nhà và thằng kia lại nhấp nhô. Này thì ngồi khiêu khích cho người ta bắn này. Tặng bạn ấy quả bom. À, ném nhầm bom rồi. Còn chỉ là một quả smoke mà thôi. Đi nhầm đường à bạn này. Và như vậy chúng ta đã clear hoàn toàn team này rồi. Khá là easy. Vâng, đầy đủ súng đạn thì nó phải khác anh em ạ. Ui, các bạn này giàu thế. Mỗi tội là không có máu. Vâng, sau khi rời khỏi Pekado thì chúng ta lại tiếp tục đối mặt với màn liên hoàn xác thịt. Vâng, dã nhau rất là căng luôn. Bò thì rõ ra. Và mình đã nhìn thấy các bạn ấy đứng trên cầu thang của cái nhà cao tầng rồi. Một bé này. Hai bé này. Bạn thứ ba đâu rồi? Yêu cầu bạn thứ ba ra cứu các bạn còn lại đi ạ. Bạn thứ ba kiểu gì cũng nhảy ra cái ô cửa sổ. Và mình chỉ việc ke vào thôi. Các bạn ấy nằm yên như cún vậy. Úi dồi ôi. Mình táp vào đầu như thế rồi mà bạn không knock được. Bạn trâu bò thế. Vâng, và như vậy thì ba bạn đã phải knock out. Nhưng hình như có những hiện tượng bò xuống thì phải. Thôi, no. Vâng, mình hơi chủ quan quá anh em ạ. Cứ tưởng các bạn ấy bất lực nằm yên trên đấy cơ. Hóa ra bạn thứ tư thông minh phết chứ đùa. Mình phải đẩy vào clear nốt team này mới được. Cái định mệnh. Sao lại có thằng nào ở sau lưng nữa nhở? Thôi, mình sẽ cố gắng đẩy vào giết team này. Và lúc nãy thì hiện cứu được một bạn rồi. Có lẽ là cứu không kịp. Đi chậm nói khẽ cười duyên nào. À, hình như có bạn bỏ chạy này. Chạy thế điếu nào được.
Vâng, và vẫn còn một bạn trong khu nhà này. Mình sẽ cố gắng clear nốt team này rồi nhanh chóng di chuyển vào bo. Nhưng mà bo vẫn chưa bé lắm nên cứ thoải mái thôi. Chắc là mình sẽ di chuyển lên trên đi để có góc nhìn tốt hơn. Mình sẽ gạt giò luôn bạn này. Không thể buông tha cho bạn ấy được. Ok, bo khép rồi. Vai trưởng, thằng này hack à? Kỳ vậy. Di chuyển tốc biến ghê, điếu chịu được. Vâng, 8x này. Phụ kiện rất là nhiều luôn. Có cả AK ở đây. Thơm nha. Quá là nhiều đồ. Có lẽ là mình lút một người đủ đồ luôn. Ok, chạy eo bo thôi. Ơ mà xác kìa. Không lút thì nó lại có lỗi với bản thân quá. Ôi, ông này nhiều đồ thế. Ơ mà hình như mình chỉ có một cái phớt thôi. Lại quay lại lấy vậy. Ôi khỉ con này. Vâng, yếu rồi. Bạn ấy đã nhanh chóng nấp sau viên đá mất rồi. Lại có một chiếc xe buggy chạy lên. Có lẽ là team bạn ấy thì phải. Bạn ấy nấp kỹ quá. Chắc mình sẽ tặng cho bạn ấy vài quả bom đi. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Không nên mạnh tay quá. Mít bom. Mà nhẹ nhàng vẫn mít bom kìa. Mình nghĩ hơi phí bom với quả này. Tại vì không biết là nó nấp ở viền nào cơ. Vâng, dưới nhà có một con siêu xe này. Ui hồi. Vâng, cái con siêu xe này nó dễ nổ cực. Mà xây thẳng trực diện như này nữa thì nó càng rất là dễ nổ luôn. Vâng, bạn này bo cuối rồi vẫn đi siêu xe, chắc là nhà có điều kiện lắm đấy. Nhà mặt tiền, bố làm to. Khỉ con đâu rồi ta? Lại tặng thêm cho bạn ấy một quả nết vậy. Hai quả đi, cho nó chắc ăn. À, bạn ấy chạy ra này. Hello khỉ con. Mình sẽ gạt giò khỉ con luôn. Ui, khỉ con đau bụng. Khỉ con bò bất lực. Và mình sẽ gạt giò khỉ con luôn. Bò thế níu nào được. Hình như có một bạn bên này. À đây rồi. Đây rồi. Vâng, có lẽ là mình đã clear hoàn toàn team này rồi. Vâng, đúng một mé nha ở trong bo. Và bo tiếp theo thì khá là xa. Xa cực luôn. Vâng, mình sẽ phải uống phun nước, ra lấy bộ khỉ và chạy vào bo một cách an toàn. Vâng, kịch bản là như vậy. Nhưng lý thuyết thì nó sẽ không bao giờ giống thực hành được. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ ứng biến. Wow. Được mỗi bộ khỉ thôi. Chả có gì. Ok. Đánh viền bo thì hơi quá đáng. Mình sẽ đâm thẳng mặt vào bo luôn. Và sẵn sàng khô máu. Vâng, chính xác hơn là bật chế độ khô máu.
Vâng, có mấy cái xác nên hơi sợ anh em ạ. Nhưng mà mình ở viền bo rồi, chỉ cần vài bước chân nữa thôi là mình ở trong bo. Nhưng cứ từ từ thôi, không xoắn làm gì, chỉ sợ trên đầu mình bắn xuống. Vâng, lên thôi. Bật chế độ khô máu rồi. Ngại cái gì? Vâng, đã nghe thấy tiếng dã nhau. Và có tiếng chân này. Ui ôi, sấy hơi mù mắt. Nhưng không sao bạn ạ. Kiểu gì mình cũng đưa bạn lên tivi thôi. Và mình nghe thấy tiếng chân nữa. Có lẽ là đồng đội của bạn ấy ở dưới. Mình sẽ lên trên chiếm góc trên cao. À đủ. Trên đầu mình có người này. Vâng, hơi khoai rồi. Nếu mà bị bóp ở dưới cộng ở trên. Úi dồi ôi. Đang xấy nhau lại rút bom không? Bạn này hài hước ghê. Vâng, ở trên bắn chết người rồi. Bạn kia chắc chắn phải lên đây. Nhưng mà mình sẽ lên cơ hội bắt cóc bạn trên này. Ôi, vâng, thanh niên giết người xong lút đồ. Chuẩn xác đấy. Nhưng mà với bo cuối như này thì không nên. Úi, định mệnh, sấy mù mắt. Nhưng rất may là viên cuối cùng dính anh em ạ. Hên ghê. Vào ngoài bo rồi. Úi ôi, quá dễ. Và như vậy thì mình đã lấy được top 1 rồi. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.